Xin chào, hôm nay mình lại mua được một cái bộ kéo cắt tỉa trong mùa dịch. Mua mãi nó mới giao hàng được. Tính cũng không quay đi cái đâu. Nhưng mà thấy cái bộ cắt tóc này nó cũng rất là xịn sò. Shop cũng có gửi cho một cái giấy. Nếu như có vấn đề gì thì liên hệ cho shop và cho shop 5 sao để bán hàng được tốt hơn. Thì bộ kéo này thì gồm có hai cái kéo, một cái kéo cắt bằng inox nhìn rất là sang, và một cái kéo tỉa. Đây là cái kéo tỉa nè, đây có ốc làm bằng titan, gồm hai cái kéo và hai cái kẹp tóc để mình giữ tóc lại, để mình giữ tóc để mình cắt. Và trong này thì có một cái lược và một chai dầu để bảo vệ nó. Đó, và có một cái bóp rất là xinh xắn, tính cũng không quay đâu nhưng mà thấy cũng đẹp quá cho nên quay cho vui. Mọi người ai mua hàng thì mình để cái link này mọi người mua hàng nha. Này mua trên Lazada không ta? À, mua ở Lazada họ vẫn giao hàng, tuy là hơi lâu một chút nhưng mà họ vẫn giao. Thì nghỉ dịch lâu quá cho nên tóc tai nó dài, cái tông đơ không thì cắt nó cũng không có được ok cho lắm, không có tỉa tóc được. Thì này giá là của bộ này là 159.000. Bộ cắt tóc và dụng cụ hỗ trợ Smithu XK01. Cũng rẻ. Hồi đó mình mua một cái kéo, hồi đó mình mua cái kéo này đã 100.000 rồi. Nhưng mà kéo này giờ nó là lâu quá rồi, nó không còn sắt nữa, không cắt được nữa, nên là phải mua thêm cái bộ mới. Rồi, xin chào, bye bye cả nhà.